Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Và tiếp theo mình sẽ gửi đến các bạn cái phần lottery, phần vé số là đó là một cái tiểu mục dành cho những người chiến thắng của dự án. Và mọi người có thể là tham gia phần này để nếu như các bạn may mắn các bạn có thể trúng được cái phần thưởng với số tiền thưởng rất lớn. Đầu tiên về cái chi tiết cụ thể thì vé số, số số cho một vé là 0,2 Merlin thì giới hạn số dạng tham gia xổ số cho một một người dùng thì không có dạng nào tổ là tổng thể và nhưng mỗi người chỉ có thể mua được 50 vé số mỗi lần và thanh toán cho một vé số cung cấp cho một người dùng kết hợp 4 chữ số ngẫu nhiên với mỗi chữ số nhằm nằm trong cái khoảng từ 1 đến 14, ví dụ là 3, 6, 3, 9. Thì làm thế nào để giành chiến thắng? Thì để giành được cái giải độc đắc xổ số thì 50% toàn bộ xổ số thì người dùng cần phải khớp tất cả bốn số trên vé số và theo thứ tự chính xác với bốn số trúng thưởng. Có rất nhiều cơ hội để giành chiến thắng và miễn là bạn kết hợp được hai hoặc nhiều cái số theo thứ tự ban đầu và bạn chắc chắn giành được giải thưởng. Tỷ lệ chiến thắng thì ghép cả bốn số theo thứ tự chính xác và thắng 50% cái tổng tiền cược hoặc chia tiền cược cho tất cả những người tham gia giành chiến thắng nếu nhiều hơn một người trúng thưởng và ghép ba số theo thứ tự chính xác bằng thắng hoặc là chia 20% tiền thưởng. Nếu mà ghép hai số theo thứ tự chính xác thì mọi người sẽ nhận được 10% tiền thưởng và 20% cái số tiền thưởng nó sẽ bị đốt cháy. Thì xin lưu ý trong cái trường hợp không có người tham gia nào thì có thể trùng khớp với ba số trong bất kỳ cái lần rút nào thì 20% sẽ được phân bổ cho người thắng cuộc sẽ đốt cháy. Và ví dụ nếu bốn số chiến thắng cuối cùng là 1932 thì 2391 sẽ là khớp 0, 1932 khớp cả 4, 1922 khớp 3, 12332 khớp 2 và 1212 là khớp 2. Thì các dạng xổ số thì mỗi phiên đầy đủ được hoàn thành sau mỗi 24 giờ, nghĩa là trong vòng 1 ngày và thời gian cho mỗi phiên như sau: từ 2 giờ chiều UTC đến 1 giờ chiều UTC. Và ví dụ về phiên xổ số bắt đầu lúc 2 giờ UTC thì cái dạng 1 là cái dạng mua vé. Từ 2 giờ chiều đến 1 giờ chiều UTC thì bạn có thể mua được có 23 giờ để mua vé. Và cái giải độc đắc của xổ số sẽ tích lũy ở đầu trang với mỗi vé cược được mua và người dùng sẽ nhận được một vé bao gồm một chữ số và cho mỗi 0,2 Merlin để thanh toán. Giai đoạn 2 là giai đoạn rút thăm thì là rơi khoảng vào 1 giờ chiều UTC. Bốn số trúng thưởng xổ số sẽ được rút ra và sẽ xuất hiện trên trang và tiền thắng cược của mỗi người tham gia sẽ là được tự động và tính toán dựa trên cái số vé của họ và được hiển thị trên trang. Người dùng cũng sẽ được xem kết quả xổ số và xem có bao nhiêu người dùng ghép cả bốn số, ba số và hai số. Thì giai đoạn 3 sẽ giai đoạn kỷ niệm và chia sẻ. Bạn có thể là chia sẻ cái thành tích của mình và với bạn bè và trong các nhóm cộng đồng của chúng tôi. Và cuộc xổ số tiếp theo sẽ bắt đầu vào khoảng 1 giờ tiếp theo. Số vé được rút ra như thế nào? Việc rút thăm nhằm mục đích hoàn toàn ngẫu nhiên và cái mặc dù cái số vé được đưa ra xác định bằng logic đầu cuối nhưng có cái khả năng rất thấp là bất kỳ ai có thể xác định được một số trúng thưởng trước thời hạn. Số đầu tiên sẽ được xác định dựa trên phần trăm còn lại của một của được mã hóa bởi block card và cái số lượng người tham gia sẽ rơi vào cái thời hạn đăng ký và số lần xổ số thứ hai sẽ được xác định và nó được mã hóa bởi block card với tổng số Merlin được gộp chung trong cái thời hạn nhập và cái số lần xổ số thứ ba nó sẽ được xác định dựa trên cái được sẽ được mã hóa bởi block card và dấu thời gian của người tham gia đó thì các bạn có thể là vào để tham gia cái mục xổ số này thì hy vọng các bạn sẽ giành được chiến thắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào các bạn.